Bạch Trú sinh ngày 28 tháng 12 năm 1993 tại Bắc Kinh, là nam diễn viên ca sĩ người Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải, từng là đồng đội của Lưu Lượng Tiểu Sinh, Tiêu Chiến trong chương trình Aspire và tham gia vào không ít bộ phim nổi tiếng như Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Thính Tuyết Lâu, Học viện Siêu Sao. Năm 2013, Bạch Trú tham gia diễn xuất trong bộ phim Xin Chào Ngân Hà, cùng năm lại làm đạo diễn trong một phim nho nhỏ là Chuyện Tình Âm Nhạc. Năm 2014, lại tham gia bộ phim Giấc Mơ Mãnh Liệt. Tuy nhiên, phải đến năm 2015, khi Bạch Trú ghi danh vào chương trình Bùng Cháy Đi Thiếu Niên Aspire do đài truyền hình Chiết Giang phối hợp cùng Đặng Tấn sản xuất, thì mới được coi là chính thức bước chân vào làng giải trí. 2015, tham gia Bùng Cháy Đi Thiếu Niên. Năm 2015, nhóm tìm kiếm tài năng của chương trình Aspire Bùng Cháy Đi Thiếu Niên đã vô tình phát hiện ra Bạch Trú tại trường hí kịch Thượng Hải và lập tức mời anh tham gia chương trình. Bạch Trú tuy từng có đam mê âm nhạc, nhưng đến thời điểm này anh vẫn chưa từng tiếp xúc qua các khóa huấn luyện vũ đạo, thanh nhạc. Tuy nhiên, Bạch Trú vẫn nhận lời tham gia chương trình dưới tư cách là thực tập sinh của công ty giải trí Thiên Ngu. 26 tháng 12 năm 2015, bộ phim Tuổi 18 phát sóng trên đài truyền hình Chiết Giang, Bạch Trú xuất hiện trên màn ảnh qua một vai nhỏ là người yêu thầm Trần Nghiên Hy. 31 tháng 12 năm 2015, Bạch Trú đã có cơ hội biểu diễn ca khúc Đống Kết và Beer Man cùng các thực tập sinh khác của Aspire tại đêm hội mừng xuân 2016 của đài Chiết Giang. Ngày 6 tháng 2 năm 2016, tại trận chung kết của Aspire với tổng số điểm 476, Bạch Trú đã vượt mất suất debut cùng X9. Mặc dù đánh mất cơ hội ra mắt nhưng tiềm năng của Bạch Trú đã được nhiều nhà đầu tư nhìn thấy. Không lâu sau đó anh lại xuất hiện qua bộ phim Học viện Siêu Sao, thủ vai Vạn Thích Tồn. Tiếp đó Bạch Trú lại đóng vai A Trạch trong phim Bạn Trai Của Bạn Gái Tôi. 2016 đến 2019, những vai diễn đầu tay của Bạch Trú: Học viện Siêu Sao, 29 tháng 9 năm 2016. Mặc dù nam nữ chính của Học viện Siêu Sao là Tiêu Chiến và Vương Ngọc Văn, nhưng nhân vật Vạn Thích Tồn của Bạch Trú cũng là một nhân vật khá quan trọng. Phiên vị của Bạch Trú trong phim chỉ đứng sau cặp đôi chính. Bạn Trai Của Bạn Gái Tôi, 25 tháng 5 năm 2017. Không biết có nên nói Bạch Trú là một ngôi sao may mắn hay không khi mà vai diễn tiếp theo của anh lại là vai nam chính, còn hai sao nữ đóng cùng lại chính là Thái Văn Tịnh và Lương Khiết. Mặc dù đến nay cả Bạch Trú, Thái Văn Tịnh và Lương Khiết đều chưa vươn đến hàng tiểu hoa, tiểu sinh, nhưng cũng là những cái tên được nhiều người biết đến, có lượng fan hâm mộ nhất định của riêng mình, hoàn toàn không phải vô danh. Bạn Trai Của Bạn Gái Tôi là một tác phẩm do Hoa Sách và Đặng Tấn hợp tác sản xuất. Nội dung phim kể về một chàng trai bách khoa A Trạch, một người có đầu óc phi thường nhưng đối diện với nữ thần lại trở thành một trạch nam ngốc nghếch. Vô tình có được công nghệ siêu phàm, dựa vào đối tượng mình thích mà chế tạo ra người máy hẹn hò thuộc về chính mình, Hạ Oa, Thái Văn Tịnh. Vì vấn đề lập trình, tính cách của Hạ Oa không ngừng thay đổi từ ngây thơ, mạnh mẽ, nhăm hiểm độc ác cho đến thành mẫu trong sáng, gây náo loạn suốt một thời gian. Nhưng cũng chính nhờ những cung bậc thay đổi này mà họ đã viết nên câu chuyện tình vừa yêu vừa hận hết sức hài hước. Ngày 7 tháng 8 năm 2017, bộ phim này tiếp tục cho ra mắt 15 tập phim của phần 2. Mặc dù không phải là một tác phẩm quá nổi bật của năm, nhưng Bạn Trai Của Bạn Gái Tôi cũng là một lựa chọn không tồi cho những tín đồ yêu thích dòng phim ngôn tình hài hước. Thính Tuyết Lâu, 6 tháng 5 năm 2019. Trước năm 2018, Bạch Trú vốn được biết đến là thực tập của giải trí Thiên Ngu, nhưng sau đó Bạch Trú đã ký hợp đồng với Hoan Thụy Thế Kỷ, chính thức về cùng nhà với những tên tuổi đình đám như Dương Tử, Nhậm Gia Luân, Thành Nghị, Viên Băng Nghiên. Bộ phim đầu tiên mà Bạch Trú tham gia sau khi gia nhập Hoan Thụy chính là Thính Tuyết Lâu, một tác phẩm cổ trang có đề tài giang hồ võ hiệp do Viên Băng Nghiên và Tần Tuấn Kiệt đóng chính, Doãn Đào làm đạo diễn. Bạch Trú thủ diễn vai Hoàng Tuyền, một trong tứ đại hộ pháp của Thính Tuyết Lâu. Hắn là người dẫn đầu các sát thủ do lâu chủ bồi dưỡng ra, phụ trách ám sát và hộ vệ, là một nhân vật rất lợi hại nhưng không mấy ấm áp. 2020, Đằng Xà Của Lưu Ly đã mang danh tiếng Bạch Trú vang xa. Tháng 2 năm 2019, Hoan Thụy khởi động dự án Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Bạch Trú được giao vai Đằng Xà. Sau khi công chiếu, Đằng Xà trở thành nhân vật được chờ đợi nhiều nhất, vì mãi đến khi phim chiếu được gần một nửa, Đằng Xà mới chịu chính thức gia nhập câu chuyện. Ngay từ những giây phút xuất hiện thoáng qua trên thiên cung, Đằng Xà đã khiến nhiều người thương nhớ vì phong cách độc đáo. Những nét diễn hình thể như uốn éo, lè lưỡi và thường hay khè khè hệt như một con rắn của Bạch Trú khiến người xem thích thú.
Không chỉ thế, hình tượng nhân vật của đằng xà cũng được xây dựng rất tốt. Tuy là một chú rắn ham ăn, tinh nghịch nhưng rất thông minh, suy nghĩ có logic, có chính kiến và luôn giữ vững lập trường riêng. Mặc dù không thích nói lời hoa mỹ và trông có vẻ hơi trẻ trâu, nhưng mỗi lần đằng xà phát ngôn đều mang đến những chân lý bất diệt. Hắn thẳng thắn, can đảm và đặc biệt là rất thấu hiểu toàn cơ, luôn giúp toàn cơ bảo vệ Tư Phượng. Về ngoại hình, Bạch Chú tuy đẹp trai đấy nhưng rõ ràng trong màu tóc đen truyền thống, Bạch Chú thực sự không quá nổi bật. Điều này đã được chứng minh qua tạo hình Hoàng Tuyền của Thính Tuyết Lâu. Trong khi đó, dàn nam phụ của Lưu Ly toàn là nam thần cực phẩm như Lưu Học Nghĩa, Hàn Thừa Vũ, Chu Tử Kiêu, Châu Tuấn Vĩ, lại càng khiến anh khó lòng được nhìn tới. Nhưng thật may, mái tóc vàng óng của nhân vật đằng xà đã giúp Bạch Chú đánh bại nhiều gương mặt ưu tú, ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng. Vừa xuất hiện liền khiến người ta chú ý đến ngay. Thời điểm Lưu Ly phát sóng, độ yêu thích mà công chúng dành cho Bạch Chú thậm chí còn vượt qua cả nữ chính Viên Băng Nghiên và chỉ xếp sau hai nam thần Lưu Học Nghĩa và Thành Nghị trong bảng xếp hạng diễn viên phim truyền hình hàng tuần. Điều này cho thấy Bạch Chú đã đón được mùa xuân đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Thiên Long Bát Bộ. Năm 2019, ngoài Lưu Ly thì Bạch Chú còn tham gia vào tác phẩm remake Thiên Long Bát Bộ cùng Dương Hữu Ninh và Trương Thiên Dương, Văn Vịnh San, Tô Thanh, Hà Hoàng San đóng vai Đoàn Dự. Vai diễn lần này của Bạch Chú hiện đang được rất nhiều các fan kỳ vọng bởi Đoàn Dự cùng Kiều Phong đều là nam chính của bộ truyện này. Trong nhiều phiên bản trước đó, Đoàn Dự luôn là nhân vật trung tâm của Thiên Long Bát Bộ. Hơn nữa, sau vai đằng xà trong Lưu Ly, Bạch Chú đang rất được yêu mến. Nếu như có thể thừa thắng xông lên vào lúc này thì đúng là một bước đi hết sức tốt cho sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, điều kiện cần dành cho Bạch Chú chính là nhân vật Đoàn Dự của anh phải thực sự bứt phá cả về mặt tạo hình lẫn diễn xuất, nếu không thì cũng sẽ không giúp ích được gì. Về chuyện phát sóng, phim vốn dự kiến ra mắt vào năm 2020 nhưng mãi đến giờ vẫn chưa thấy bất cứ thông báo gì. Tính cách của Bạch Chú. Bạch Chú được cha mẹ đặt tên vô cùng ngắn gọn, xúc tích, họ Bạch tên Chú. Chú trong cái tên Bạch Chú này có nghĩa là mưu phải thời, tươi mát, thấm thuần. Và có vẻ như cái tên đã làm nên tính cách cho anh, vì ở ngoài đời Bạch Chú cũng là một người rất năng động, thích đùa giỡn và lúc nào cũng vui vẻ, luôn mang đến cảm giác tích cực cho mọi người. Chính vì thế, Bạch Chú chính là cơn mưa đúng lúc, thấm thuần hương vị tươi mát trong lòng fan.